Chiều tối ngày 1 tháng 10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, hiện đã có 3 học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh nghi ngộ độc sau khi uống nước ngọt phát miễn phí đã xuất viện. 10 em vẫn đang được điều trị, theo dõi tại khoa truyền nhiễm. Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan chuyên môn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu là do ngộ độc thực phẩm. Chiều ngày 30 tháng 9, học sinh nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ đã truyền dịch, bổ sung thuốc, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có báo cáo nhanh về kết quả điều tra, giám sát sự cố an toàn thực phẩm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Cụ thể, trường Trung học cơ sở Bình Minh, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai có tổng cộng 1037 học sinh. Nhà trường không tổ chức ăn bán trú. Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 30 tháng 9, tại cổng trường có một nhóm lạ phát miễn phí sản phẩm nước ngọt cho học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, trong đó có 263 học sinh đã uống sản phẩm này. Đến 14 giờ 36 phút cùng ngày, học sinh đầu tiên có triệu chứng đau bụng, buồn nôn là em NHH, lớp 6A. Sau đó, nhà trường đã đưa em đến trạm y tế xã và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai. Đến 22 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai tiếp nhận thêm 12 bệnh nhi có biểu hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn đến từ trường Trung học cơ sở Bình Minh. Tại đây, các em này được chẩn đoán, theo dõi ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ đã rửa dạ dày cấp cứu, đặt sonder truyền dịch, bổ sung nước, cân bằng điện giải, tăng đào thải độc chất. Tính đến 9 giờ ngày 1 tháng 10, 13 học sinh, bao gồm 1 học sinh khối 6, 7 học sinh khối 7, 5 học sinh khối 8, sức khỏe đã ổn định. Dự kiến các em sẽ được ra viện trong thời gian tới, không phát hiện ca bệnh mới. Năm 1:30 xong rồi, 4:00 xong là khoảng 1 đến 2 tiếng sau thì hơi đau bụng, đã đau đầu, chóng mặt luôn. Đi xuống phòng y tế rồi cô được ngồi khoảng 10-15 phút rồi cho lên xe đi đến viện, ổn hơn. Có nhưng mà bị nhẹ, thôi. Cô chú chị bảo là nước ngoài được miễn phí, muốn lấy bao nhiêu gì phí. Chị mới gọi cho cô em chồng, bảo là cô em chồng bảo ra công ty mà là khu nhà chị bị ngộ độc, uống nước ngộ độc ngoài công ty. Thế là chị chạy đến thì thấy con nằm làn liệt ở trên phòng y tế một đường. Thế là sau một lúc sau là theo dõi các nhân y tế theo dõi thì bảo là đưa xe cho cô chúng ta đi qua. Tầm tiếng đó khoảng 5 giờ chị đi xuống đây. Lúc ấy chị cũng nghe tin thì chị cũng lo lắng. Vì là con mình đi cấp cứu thì mình ngồi đó thì mình cũng lo. Vì chị ở nhà thì lúc là con thì chị đi học thì chị toàn mua đồ ăn về cho các con ăn. Ăn ở nhà thì cũng cho tiền nong mua ở trường. Vì chị dặn cũng là người lạ mặt thì con cho đồ con không được lấy. Thì trường hợp mình làm mình là miễn phí thôi, con được lấy có vâng dạ có biết là thấy bảo là đến trường cái làm nắng thì trong một cái thùng xốp này thì bảo là hai cô với bốn chú là đưa cho bảo nước miễn phí các con cứ uống đi, các con uống đi nước mát thế thì các con thấy là miễn phí mà không mất tiền thì các con uống thôi. Thế là các con bảo là phần đi cũng mất tiền cứ uống, các bạn cầm từng lốc lên bảo đấy vâng. Không ai muốn sự việc xảy ra thì muốn con khỏe mạnh lên. Sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, giám sát, xác minh nguyên nhân xảy ra vụ việc. Đến 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, cơ quan chức năng đã thu nhận được 236 chai trà, trong đó đã sử dụng 98 chai, còn lại là 136 chai chưa sử dụng. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Oai đã tiến hành niêm phong và bàn giao cho công an huyện. Đoàn điều tra cũng đã lấy 2 mẫu sản phẩm gửi tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành kiểm nghiệm và hiện chưa có kết quả. Từ sự việc này, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe của em học sinh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho cộng đồng, phụ huynh học sinh về kiến thức việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi có biểu hiện nghi ngờ sử dụng thực phẩm không an toàn, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần tiếp tục triển khai các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ tại kế hoạch số 3527
Kế hoạch của Sở Y tế ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Sở Y tế Hà Nội về chuyên đề tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai cũng đã thông tin để các trường trên địa bàn tăng cường phối hợp với các bậc phụ huynh, giáo dục con em không ăn quà vặt ngoài cổng trường và tuyệt đối không nhận đồ ăn, đồ uống từ người lạ. Trước thông tin về một số học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khi sử dụng nước ngọt đóng chai được phát miễn phí tại gần cổng trường. Ngày 1 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nắm bắt được sự việc và yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai kiểm tra, xác minh, báo cáo cụ thể. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông tin cảnh báo tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã về hiện tượng học sinh bị đau bụng khi sử dụng nước uống phát miễn phí ở khu vực gần cổng trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường quán triệt các nhà trường, tuyên truyền đến học sinh không sử dụng các sản phẩm phát tặng không rõ nguồn gốc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để quản lý các khu vực xung quanh trường học và trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý, chỉ đạo đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong trường học. Theo đó, việc sử dụng những loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, được miễn phí hoặc bán với giá rẻ luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của các em học sinh. Nhiều thức ăn, nước uống tại cổng trường rất dễ bị nhiễm khuẩn. Các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản xuất còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại lâu dài cho sức khỏe học sinh, có thể gây ra các bệnh mãn tính như béo phì, tim mạch, đái tháo đường. Các bậc phụ huynh cũng cần phải dành nhiều thời gian quan tâm, nhắc nhở con em mình ăn uống tại gia đình trước khi đến lớp, không mua, không sử dụng các loại sản phẩm thực phẩm, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, phối hợp quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực trường học, tập trung xử lý hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.